To Be. Thùy Dung rất vui khi hôm nay đồng hành cùng quý vị trong số phát sóng lần này. Quý vị thân mến, ngày nay khi mà tình hình chính trị ngày càng trở nên phức tạp và bất ổn hơn, thì các quốc gia ở trên thế giới đã sử dụng rất nhiều những tài nguyên và sức lực để có thể bảo vệ các vị lãnh đạo của họ. Bạn có bao giờ thắc mắc là người ta đã bảo vệ những nhân vật quan trọng này như thế nào không ạ? Những người được bảo vệ là ai và nghiêm ngặt như thế nào? Hãy cùng với khám phá To Be cùng theo dõi qua video của chúng tôi ngày hôm nay. 10 người được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới. Số 1. Nữ hoàng Elizabeth II. Nữ hoàng Elizabeth II chào đời với tên gọi là Elizabeth Alexander Mary vào ngày 21 tháng 4 năm 1926. Bà là con đầu lòng của công tước và nữ công tước xứ George, người sau này đã trở thành vua Wales thứ 6 và nữ hoàng Elizabeth. Elizabeth bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trong chiến tranh thế giới lần thứ 2, kết hôn với Philip, công tước xứ Edinburgh năm 1947 và trở thành người đứng đầu khối thịnh vượng chung chỉ 5 năm sau đó vào tháng 2 năm 1952. Lúc đó, bà cũng là mẹ của hai đứa con nhỏ, Charles và Annie, và tiếp tục có thêm hai con trai là Andrew và Edward trong thập kỷ trị vì đầu tiên. Là một trong những người được bảo vệ nhiều nhất trong lịch sử, nữ hoàng thế giới Elizabeth II đã cai trị lâu hơn bất kỳ vị vua nào khác trong lịch sử nước Anh. Kỷ niệm 68 năm lên ngôi vào năm 2020, Cung điện Hoàng gia Anh thực hiện một chương trình kỷ niệm quy mô lớn. Do đó, một đội ngũ bảo vệ nữ hoàng là yêu cầu được đặt ra hàng đầu, bao gồm một đội bảo vệ Scotland ưu tú cung cấp cho nữ hoàng, gia đình hoàng gia an ninh 24/24 giờ. Nhóm bảo vệ hoàng gia và ngoại giao được thành lập vào năm 1983, bao gồm có 185 sĩ quan được đào tạo SAS, các sĩ quan mặc đồng phục và vệ sĩ cá nhân. Đội bảo vệ đã thực hiện nhiều nhiệm vụ trong vòng 20 năm qua khi một số người đã tìm cách vào trong cung điện Buckingham. Dùng dưa lượn leo lên một bức tường thông qua ống thoát nước, những người này đã dùng đủ mọi cách thức để có thể làm đủ mục tiêu. Một đồn cảnh sát trị giá 1,6 triệu bảng đã được xây dựng bên cạnh cung điện vào năm 1982 đề phòng những trường hợp cấp bách. Số 2. Tổng thống Mỹ Donald Trump. Donald Trump đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2017. Ông được coi là một trong những nhân vật quan trọng nhất thế giới hiện nay và chỉ huy một đội an ninh hàng đầu thế giới. Mặc dù là người quyền lực nhất thế giới, thế nhưng càng nhiều quyền lực thì lại càng cần bảo vệ nghiêm ngặt. Các nhân viên an ninh của ông có mặt mọi nơi, từ nơi ở, nơi đi, thậm chí kiểm soát cả những gì mà ông ấy ăn nữa. Nhân viên mật vụ không bao giờ rời khỏi Tổng thống. Anh ta đi trên một chiếc limousine đặc biệt và bay cùng trong chiếc máy bay dân sự tinh vi nhất thế giới. Nếu như Tổng thống Donald Trump đến thăm một đơn vị hay là đất nước nào đó, các đội chó được cử đi hành động trước khi để kiểm tra bom. Trước khi ông ấy đến, trong trường hợp khẩn cấp thì nhân viên an ninh có sẵn nhóm máu của ông ấy trong trường hợp cần truyền máu. Khi đi ra nước Mỹ thì lực lượng an ninh có thể lên tới 6 chiếc máy bay Boeing C-17 trong kho vũ khí của họ. Những chiếc máy bay này chở tới 37 chiếc ô tô, bao gồm cả máy bay của Tổng thống và một số những máy bay trực thăng trong trường hợp ông cần đi du lịch ở đâu đó trong nước. Số tiền để bảo vệ các đời Tổng thống Mỹ chưa bao giờ là con số nhỏ, với ước tính chi tiết bảo vệ của cựu Tổng thống Barack Obama tới mức là 97 triệu đô la và đó chỉ dành cho việc du lịch. Tuy nhiên, thì dựa trên 4 tuần điều đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump, trong đó có 3 chuyến đi đến thăm khu đất bất động sản của ông Palm Beach, Florida, có khoảng 10 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên con số này sẽ vượt qua Tổng thống Obama nhiều lần với một người có tính cách như Donald Trump. Số 3. Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg. Doanh nhân và nhà từ thiện người Mỹ Mark Zuckerberg nổi tiếng với việc đồng sáng lập ra Facebook, được thành lập vào năm 2004. Anh và bạn cùng đại học đã ra mắt dịch vụ mạng xã hội từ phòng ký túc xá của mình trong khi đang học Đại học Harvard.
Trang mạng đã đạt 1 tỷ người dùng vào năm 2012, Facebook nhanh chóng trở thành một mạng xã hội thu nhỏ toàn cầu và là sự phát triển lớn mạnh của Facebook đã mang về cho Zuckerberg lượng tài sản không nhỏ, hiện tại được ước tính trị giá lên khoảng 54 triệu đô la. Thật không may với sự nổi tiếng của mình, Mark Zuckerberg luôn cần một đội bảo vệ an ninh đi cùng không hề nhỏ, chi phí bỏ ra không hề ít. Trên thực tế thì Facebook đã tiêu tốn tới 13 triệu đô la trong năm 2017 và 22 triệu đô la trong vòng năm 2018 để bảo vệ CEO của mình. Vào năm 2017 thì Zuckerberg đã trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Báo cáo của Facebook cho biết thù lao mà công ty trả cho Zuckerberg trong 2018 là 22,6 triệu USD, tăng gấp 2 lần so với mức 9,1 triệu USD trong năm 2017. Tuy nhiên, thì phần lớn trong khoản thù lao này thì lại là chi phí bảo đảm an ninh. Facebook nói, ông Zuckerberg nhận được gần 10 triệu USD trong năm 2018 để đảm bảo an ninh cá nhân. Máy bay riêng đi lại là một phần của chương trình bảo đảm an ninh, cùng với vệ sĩ và 16 người tuần tra biệt thự Palo Alto của Anh 24/7. Trên thực tế mà nói, nếu là hàng xóm thì việc sống bên cạnh Zuckerberg có thể rất công gánh đấy. Số 4. Tổng thống Nga Vladimir Putin. Vladimir Putin được người dân Nga bầu cho hai nhiệm kỳ dài với tư cách là Tổng thống Nga và ông cũng đã từng giữ chức vụ Thủ tướng đất nước hai lần. Nhiệm kỳ mới nhất của ông là Tổng thống bắt đầu năm 2012, tuy nhiên thì sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu từ năm 1991, khi ông đã từ chức vai trò tình báo nước ngoài KGB, nơi mà ông là trung tá. Kinh nghiệm này chắc chắn đã mang lại cho ông rất nhiều những điều tốt trong lĩnh vực chính trị. Dịch vụ an ninh tổng thống của Nga SVP, một trong những cơ quan chính phủ liên bang được giao nhiệm vụ không gì khác ngoài bảo vệ Tổng thống Putin, Thủ tướng Nga và cả gia đình của họ. Dịch vụ an ninh có tới 3.000 nhân viên không mặc áo đồng phục và mặc dù không được liệt kê là một trong những đơn vị trực thuộc dịch vụ bảo vệ Liên bang Nga, nhưng họ cũng sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp với các dịch vụ vệ sĩ của Tổng thống. Tổng thống Putin cũng được cho là đã đề xuất thành lập lực lượng vệ binh quốc gia mới được thành lập theo sắc lệnh vào ngày 5 tháng 4 năm 2016 và được lãnh đạo bởi cựu vệ sĩ của ông Viktor Zolato. Lực lượng này đã có 340.000 nhân viên. Cơ quan này được thực hiện công việc như là một trong những lực lượng chống khủng bố, đảm bảo an ninh quốc gia và công cộng, cũng như là bảo vệ các cơ sở chính phủ và bảo vệ biên giới quốc gia. Số 5. Diễn viên Tom Cruise. Một diễn viên, nhà sản xuất nổi tiếng người Mỹ Tom Cruise, nam diễn viên, bảnh trai, đảm nhiệm vai chính trong rất nhiều những bộ phim bom tấn của Hollywood, được cho là một trong những người được tìm kiếm nhiều nhất ở trên Google, Tom Cruise. Nổi tiếng và đương nhiên anh ấy biết điều đó và đặc biệt bao quanh mình bởi những vệ sĩ giỏi nhất. Vợ cũ Keris Holmes và con gái Story Cruise của anh đều được bảo vệ rất tốt với những người bảo vệ theo họ bất kỳ nơi nào mà họ đi. Cruise đã quen với việc phải đối phó với các tay săn ảnh, nhưng con gái anh thì không. Vậy nên nam diễn viên đã chi tới 50.000 đô la một tuần để có thể bảo vệ cô con gái, bao gồm 4 vệ sĩ được đào tạo bài bản. Những người này biết cách giữ cho Suri an toàn khỏi camera và các mối đe dọa có thể. Các bài báo nói rằng, người bố dành rất ít thời gian quan tâm tới cô con gái, tuy nhiên thì bạn có thể thấy rằng cô bé vẫn luôn được bảo vệ rất tốt bởi bố của cô. Nam diễn viên cũng được cho là thực hiện khoanh vùng một số những khu vực trong nhà mà nhân viên không được phép đến và tiến hành kiểm tra lý lịch rộng rãi cho các nhân viên. Đương nhiên thì một trong những tên tuổi lớn nhất của Hollywood thì đó là điều dễ hiểu mà thôi. Số 6. Tỷ phú Bill Gates. Nếu không có sự cố với một chiếc bánh kem thì ông trùm kinh doanh người Mỹ Bill Gates có thể chưa bao giờ nghĩ đến nhu cầu bảo mật. Nhưng có một sự cố vào tháng 2 năm 1998 đã khiến nhà đầu tư phát triển phần mềm và nhà từ thiện lớn nhất thế giới phải suy nghĩ. Gates nổi tiếng vì thói quen cho người dùng ăn bánh vẽ sản phẩm của Windows trước khi ra mắt và rốt cuộc cũng phải nhận bánh kem thật vào mặt khi thăm Brussels, Bỉ tháng 2 năm 1998.
Tác giả ném đĩa bánh vào mặt guest là Noel Godin, người đã từng ném bánh vào mặt không ít người nổi tiếng trước đó. Nhận xét của Bill Gates về chiếc bánh sau đó là không được ngon lắm. Kể từ đó, người ta thấy bỗng nhiên vị tỷ phú có hai vệ sĩ vạm vỡ ở bên cạnh. An ninh tại văn phòng cũng được tăng cường và sớm chuyển đến một tòa nhà mới với khả năng chống bom và các cửa sổ đều dày đặc. Khu phức hợp trị giá 150 triệu đô la nằm ở bên ngoài của Seattle, Washington được cho là được trang bị một số những biện pháp an ninh tiên tiến nhất thế giới. Và biệt thự của ông nhìn ra hồ Washington ở Medina, Washington cũng vậy. Bất cứ khi nào vị tỷ phú đi du lịch ở nơi công cộng hay là thực hiện các chuyến đi đến các nước đang phát triển đều được hộ tống bởi một đội an ninh lớn. Nhưng với khối lượng tài sản giá trị ròng khoảng 102,1 tỷ đô la Mỹ, thật dễ hiểu tại sao ông phải rất cẩn thận. Số 7, cặp vợ chồng Jay-Z và Beyoncé. An ninh bước lên một tầng cao mới khi vào năm 2013, một người hâm mộ đã kéo ca sĩ người Mỹ Beyoncé khỏi sân khấu trong buổi biểu diễn ở Brazil. Chồng cô Jay-Z đã thuê 5 nhân viên bảo vệ cá nhân mới sau vụ việc đó và tất nhiên các nhân viên tình báo cũ. Những người bảo vệ mới này đã đi cùng cô trong suốt những chuyến lưu diễn. Đội an ninh cũng bao gồm có 2 chiếc USV Livia chống bom tương tự như những chiếc xe mà Tổng thống Barack Obama thường sử dụng. Có giá trị khoảng 4 triệu đô la, là một trong những người nghệ sĩ âm nhạc bán chạy album nhất thế giới, cô đã bán được hơn 100 triệu bản trên toàn thế giới. Tài sản của Beyoncé được cho là giá trị lên tới 470 triệu đô la và của Jay-Z là 1 tỷ. Jay-Z là một trong những rapper, nhạc sĩ, nhà sản xuất, thu âm, giám đốc điều hành và là doanh nhân người Mỹ. Anh và Beyoncé đã kết hôn năm 2008. Sau 6 năm hẹn hò, họ có 3 đứa con với nhau, là một trong những cặp đôi quyền lực hàng đầu thế giới. Không có gì ngạc nhiên khi tiền không phải là vấn đề khi đề cập tới việc bảo vệ an ninh. Mức lương của một vệ sĩ dao động từ 38.000 đô la cho tới 120.000 đô la. Số tiền mà cặp vợ chồng này bỏ ra là không hề nhỏ. Số 8. Giáo hoàng Pope Francis. Giáo hoàng Francis là người đứng đầu giáo hội Công giáo, là quyền chủ của nhà nước thành phố Vatican. Ông được phong chức linh mục Công giáo năm 1969 và được bầu sau khi Đức Giáo hoàng Benedict từ chức vào ngày 16 tháng 2 năm 2013. Ông nổi tiếng về sự khiêm nhường, quan tâm, ủng hộ người dân và cam kết về những quan điểm của mình. Cam kết này khiến ông phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng và chỉ trích công khai. Vì vậy, ông phải được bảo vệ và đó luôn là một trong những nhiệm vụ khó khăn vì tình yêu chân thành của ông dành cho người dân của mình. Khác với những người tiền nhiệm thì ông ấy thích trộn lẫn và hòa nhập với mọi người càng nhiều càng tốt. Vậy nên, để đảm bảo được an toàn cho mình, Giáo hoàng Francis có một đội ngũ bảo vệ với một số thì mặc đồng phục, một số khác thì mặc thường phục. Những người bảo vệ này bảo vệ ông trong suốt chuyến đi vòng quanh Roma, bên ngoài và cả bên trong thành phố Vatican. Họ đến từ nhiều lực lượng an ninh khác nhau và họ được tham gia bởi lực lượng cảnh sát, 130 thành viên của chính tòa thánh Vatican. Những người được chỉ định đi cùng với giáo hoàng, lực lượng cảnh sát được dẫn dắt bởi vệ sĩ riêng của giáo hoàng. Số 9. Floyd Mayweather. Cựu võ sĩ chuyên nghiệp Floyd Mayweather là một võ sĩ số 1 thế giới, vô cùng nổi tiếng không chỉ với giới đấu vật. Khán giả trên toàn cầu choáng váng với sức mạnh và kỹ năng của anh, thi đấu từ năm 1996 đến năm 2015 và với một vài lần nghỉ giữa chừng trước khi trở lại một lần nữa vào năm 2017. Mayweather là một trong những cái tên vô cùng thu hút mỗi lần ra trận. Trận đấu đó chắc chắn luôn là siêu kinh điển, được đông đảo giới truyền thông quan tâm. Đứng đầu danh sách Forbes và Sports Illustrated của 50 vận động viên giàu nhất thế giới, Mayweather cũng đã thành lập công ty quảng cáo quyền anh của riêng mình và được cho là đã tạo ra 1,67 tỷ đô la doanh thu trong suốt sự nghiệp của mình.
võ sĩ vô địch thế giới, đã giành được 15 danh hiệu trên thế giới và thường được gọi là võ sĩ phòng thủ giỏi nhất trong lịch sử. Vậy nên, bạn có nghĩ rằng anh ấy cần đến đội ngũ bảo vệ nghiêm ngặt không? Câu trả lời đương nhiên là có. Vì chẳng ai có đủ khả năng để tự xử lý một mình cả. Đặc biệt là khi bản thân càng nổi tiếng, mặc dù Mayweather được coi là một trong những tay đấm với tỷ lệ chính xác cao nhất trong lịch sử quyền anh thế giới được ghi nhận, thì anh ấy vẫn cần có một vài vệ sĩ xung quanh. Mỗi người được trả 150.000 đô la một năm để bảo vệ võ sĩ hàng đầu thế giới này. Số 10. Kim Kardashian. Nữ doanh nhân, nữ diễn viên người mẫu người Mỹ Kim Kardashian kết hôn với Kanye West vào tháng 5 năm 2014. Bản thân Kanye là một trong những rapper, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm và là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Mỹ, và cặp đôi hiện tại đã có với nhau 4 người con. Cả hai người đều rất nổi tiếng với phương diện riêng của họ và tổng giá trị tài sản ước tính lên tới 500 triệu đô la. Điều đó đồng nghĩa là cặp đôi quyền lực này cần có một đội ngũ bảo vệ riêng và an ninh nhất thế giới để có thể bảo vệ cho họ và 4 đứa con nhỏ. 4 nhân viên bảo vệ thường được nhìn thấy đi kèm với họ, đặc biệt là khi tham dự các sự kiện lớn. Kanye cũng được an toàn là ưu tiên hàng đầu, thậm chí khi ở nhà, trong khi đi du lịch và thậm chí cả trên Internet, với đội ngũ vệ sĩ và nhân viên bảo vệ theo dõi sát sao trong mọi dấu hiệu rắc rối. Kim và Kanye cùng với các con của họ sống trong một khu phố rất an toàn, đòi hỏi du khách phải đi qua hai trạm an ninh trước khi họ được cấp giấy phép đi vào. Gia đình rất quan tâm đến những gì mà họ đăng trên phương tiện truyền thông xã hội. Cẩn thận, không để chia sẻ quá mức và không để truyền thông tiết lộ quá mức về không gian riêng, và được cho là chi khoảng 7 triệu đô la Mỹ mỗi năm cho an ninh. Kim đã từng bị cướp tại Paris trong tuần lễ thời trang vào tháng 10 năm 2016, và kể từ đó cô trở nên đặc biệt nhạy cảm với sự cố đối với những người nổi tiếng. Vậy nên, những điều lo lắng của họ hoàn toàn có cơ sở và có căn cứ. Vừa rồi là những người được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở trên thế giới. Bạn đã bao giờ nghĩ là một ngày nào đó mình cũng sẽ được bảo vệ như vậy chưa? Hãy luôn đồng hành với Khám phá Tubi để cùng tìm hiểu những điều bí ẩn ở thế giới quanh ta nhé! Đừng quên ấn nút like, share và subscribe để nhận thông báo mới nhất từ kênh. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại!